Việt Dũng mến chào quý khán giả và các bạn. Rất vui khi được gặp lại mọi người trên kênh Sách Nói VN. Hôm nay Việt Dũng giới thiệu đến quý khán giả và các bạn một cuốn sách có tựa đề Chìa khóa vạn năng 24 bài học thần kỳ của tác giả Charlie Hanen. Chìa khóa vạn năng The Master Key System của tác giả Charlie Hanen. Cuốn sách này không chỉ khiến bạn cảm thấy tốt mà còn suy nghĩ tốt. Trong cuốn Chìa khóa vạn năng được trình bày dưới dạng một loạt 24 bài học, Charlie Hanen thảo luận về mọi thứ từ cách cảm thấy khỏe mạnh đến cách trở nên giàu có. Sử dụng logic chính xác và một khuôn mẫu làm việc nhất quán, thông thường, Hanen chỉ cho chúng ta cách đạt được điều chúng ta mong muốn nhất. Chìa khóa vạn năng được đồn đại là thứ đã truyền cảm hứng cho Bill Gates rời Harvard và thành lập Microsoft, và rồi ông đã trở nên vĩ đại như ngày nay chúng ta đã biết. Được xuất bản lần đầu dưới dạng một khóa học trao đổi thư từ kéo dài 24 tuần vào năm 1912, và sau đó là một cuốn sách ra đời vào năm 1916. Chìa khóa vạn năng của Charlie Hanen là một tác phẩm kinh điển về tự trao quyền năng, một văn tự chính thống của phong trào tư tưởng mới. Chìa khóa vạn năng mô tả một người có thể sử dụng luật hấp dẫn để hình dung một cách sáng tạo về cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân. Điều này đã được Hanen mô tả trong phần giới thiệu về chìa khóa vạn năng. Tự nhiên buộc tất cả chúng ta phải di chuyển trong cuộc sống. Chúng ta không thể đứng yên cho dù chúng ta có muốn thế nào đi chăng nữa. Mọi người có suy nghĩ đúng đắn không chỉ muốn di chuyển trong cuộc sống như tạo ra âm thanh, bay nhảy, mà còn muốn phát triển để cải thiện và tiếp tục phát triển về mặt tinh thần cho đến khi kết thúc cuộc đời. Sự phát triển này chỉ có thể xảy ra thông qua việc cải thiện chất lượng suy nghĩ cá nhân và các lý tưởng, hành động và điều kiện phát sinh như một hệ quả. Do đó, việc nghiên cứu các quá trình sáng tạo của tư duy và cách áp dụng chúng là vô cùng quan trọng đối với mỗi chúng ta. Kiến thức này là phương tiện, nhờ đó sự tiến hóa của cuộc sống con người trên trái đất có thể được đẩy nhanh và nâng cao trong quá trình này. Quý thính giả và các bạn thân mến, cuốn sách sẽ gồm có 24 bài học tương ứng với chúng ta sẽ áp dụng trong 24 tuần. Và sau đây chúng ta đến phần đầu tiên. Nội dung là ghi chú từ Rhonda Byrne, người sáng lập và điều hành của tổ chức The Secret. Một dạng văn mang tính bước ngoặt khác trong văn học thành công, có cùng thời đại với bản thảo phi thường khoa học làm giàu của Wallace Wallis. Chìa khóa vạn năng là một hiện tượng thời bấy giờ đưa tác giả Charlie Hanen trở nên nổi tiếng cùng với khối tài sản cách xù. Chìa khóa vạn năng ghi lại chi tiết không chỉ các phương pháp mà cả khoa học đằng sau các phương pháp đã đưa bản thân Hanen đến những cấp độ thành công phi thường. Với tư cách là doanh nhân, tác giả và cố vấn cá nhân cho một số doanh nhân thành công nhất trong thời đại của ông, tiếp thu cuốn sách đáng chú ý này và bạn cũng sẽ học được bí mật. Bí mật của suy nghĩ là năng lượng sáng tạo, sức mạnh là chìa khóa vạn năng cho sự phát triển của chính bạn. Chìa khóa vạn năng của Hanen hầu như mở ra cánh cửa dẫn đến sự minh triết của vũ trụ, cho phép thu hút mọi thứ bạn cần để đạt được ước mơ của mình. Ban đầu được viết dưới dạng một khóa học về thư tín, cuốn sách được chia thành 24 phần với các bài tập mỗi phần để rèn luyện và phát triển các kỹ năng tư duy của bạn. Hãy dành một tuần một lần nghiên cứu và đọc lại từng phần, xây dựng khả năng tập trung và hình dung của bạn hàng tuần đến mức bạn có thể thể hiện mong muốn của mình với tốc độ cực nhanh. Đây là những kỹ năng đã tạo ra các triệu phú hết lần này đến lần khác. Trước khi cuốn sách về cơ bản biến mất vào năm 1933, cuốn sách sau đó đã xuất hiện trở lại ở thung lũng Silicon nhiều thập kỷ sau với tư cách là kiến tạo triệu phú. Truyền thuyết kể rằng Bill Gates tình cờ đọc được cuốn sách này khi còn là một sinh viên Harvard và đã tạo nên lịch sử. Hãy nghiên cứu và tiếp thu những lời dạy tuyệt vời của Hanen, và chắc chắn bạn cũng sẽ tình cờ tìm thấy những cách mạnh mẽ, toàn diện và năng động để tạo ra ước mơ của riêng mình. Như cách nói của Charlie Hanen, những gì bạn sẽ đạt được là những kết quả cho đến nay bạn không hề mơ tới và những phần thưởng khó có thể diễn tả bằng lời. Chúc bạn đọc vui vẻ.
Quý thính giả và các bạn thân mến, chúng ta đến với phần lời giới thiệu. Tự nhiên buộc tất cả chúng ta phải di chuyển trong cuộc sống. Chúng ta không thể đứng yên cho dù chúng ta có muốn thế nào đi chăng nữa. Mọi người có suy nghĩ đúng đắn không chỉ muốn di chuyển trong cuộc sống như tạo ra âm thanh, bay nhảy mà còn muốn phát triển để cải thiện và tiếp tục phát triển về mặt tinh thần cho đến khi kết thúc cuộc đời. Sự phát triển này chỉ có thể xảy ra thông qua việc cải thiện chất lượng suy nghĩ cá nhân và các lý tưởng, hành động và điều kiện phát sinh như một hệ quả. Do đó, việc nghiên cứu các quá trình sáng tạo của tư duy và cách áp dụng chúng là vô cùng quan trọng đối với mỗi chúng ta. Kiến thức này là phương tiện, nhờ đó sự tiến hóa của cuộc sống con người trên trái đất có thể được đẩy nhanh và nâng cao trong quá trình này. Nhân loại hăng say tìm kiếm sự thật và khám phá mọi con đường dẫn đến nó. Trong quá trình này, nó đã tạo ra một nền văn học đặc biệt, bao gồm toàn bộ phạm vi tư tưởng từ tầm thường đến cao siêu, từ chiêm đoán qua tất cả các triết học cho đến chân lý cao cả cuối cùng là chìa khóa vạn năng. Chìa khóa vạn năng ở đây được trao cho thế giới như một phương tiện để khai thác trí tuệ vĩ đại của vũ trụ và thu hút từ đó những gì tương ứng với mong muốn và nguyện vọng của mỗi độc giả. Mọi sự vật và tổ chức mà chúng ta nhìn thấy xung quanh mình do con người chủ động tạo ra, trước tiên nó phải tồn tại như một ý nghĩ trong tâm trí con người. Do đó, suy nghĩ mang tính xây dựng. Tư duy của con người là sức mạnh tinh thần của vũ trụ vận hành thông qua con người tạo sự vật của nó. Chìa khóa vạn năng hướng dẫn người đọc cách sử dụng sức mạnh đó, sử dụng nó như một cách xây dựng và sáng tạo. Để những sự vật và điều kiện chúng ta mong muốn trở thành hiện thực thì trước tiên chúng ta phải tạo ra chúng trong suy nghĩ. Chìa khóa vạn năng giải thích và hướng dẫn quy trình này. Việc truyền dạy chìa khóa vạn năng cho đến nay đã được xuất bản dưới dạng khóa học trao đổi thư tín gồm 24 bài học, được cung cấp cho sinh viên một bài học mỗi tuần trong 24 tuần. Người đọc hiện đang đọc toàn bộ 24 bài học cùng một lúc, được khuyến cáo không nên cố gắng đọc cuốn sách như một cuốn tiểu thuyết, mà hãy coi nó như một quá trình nghiên cứu và thấm nhuần ý nghĩa của từng phần một cách tận tâm. Hãy đọc đi đọc lại một phần một tuần trước khi chuyển sang phần tiếp theo. Nếu không, các phần sau sẽ có xu hướng bị hiểu sai, dẫn đến thời gian và tiền bạc của người đọc sẽ bị lãng phí. Hãy sử dụng theo chỉ dẫn, chìa khóa vạn năng sẽ giúp người đọc trở nên vĩ đại hơn, nhân cách hơn, được trang bị sức mạnh mới để đạt được bất kỳ mục đích cá nhân xứng đáng nào và khả năng mới để tận hưởng vẻ đẹp và điều kỳ diệu của cuộc sống. Trích lời Burgess. Lời tựa. Một số người dường như thu hút thành công, quyền lực, sự giàu có và đạt được chúng với rất ít nỗ lực có ý thức. Những người khác thì chinh phục rất khó khăn, và vẫn còn nhiều người, những người khác hoàn toàn thất bại trong việc đạt được tham vọng, mong muốn và lý tưởng của họ. Tại sao lại như vậy? Tại sao một số người dễ dàng nhận ra ước muốn của mình, những người khác gặp khó khăn và những người khác thì không thể? Nguyên nhân không nằm ở thể chất. Nếu không thì những người hoàn hảo nhất về thể chất sẽ là người thành công nhất. Do đó, sự khác biệt phải là tinh thần, nó ở trong tâm trí. Do đó, tâm trí phải là nguồn lực sáng tạo, phải tạo nên sự khác biệt duy nhất giữa con người. Do đó, tâm trí vượt qua môi trường và mọi trở ngại khác trên con đường của con người. Khi sức mạnh sáng tạo của tư duy được hiểu đầy đủ, hiệu quả của nó sẽ được coi là kỳ diệu. Nhưng những kết quả như vậy không thể được đảm bảo nếu không có sự áp dụng, siêng năng và tập trung thích hợp. Học viên sẽ thấy rằng các quy luật chi phối thế giới tinh thần và tâm linh cũng bất biến và không thể sai lầm như trong thế giới vật chất. Để đảm bảo kết quả mong muốn sau đó, cần phải biết và tuân thủ luật. Một sự tuân thủ thích hợp với luật sẽ được tìm thấy để tạo ra kết quả mong muốn với độ chính xác, không thay đổi. Học viên biết rằng sức mạnh đến từ bên trong, rằng anh ta yếu đuối chỉ vì anh ta phụ thuộc vào sự giúp đỡ từ bên ngoài. Còn người không do dự, đắm mình vào suy nghĩ của chính bản thân, ngay lập tức lấy được cân bằng, chính trực, có thái độ thống trị và làm nên những điều kỳ diệu. Do đó, rõ ràng là người nào không nghiên cứu đầy đủ và không tận dụng được tiến bộ kỳ diệu đang đạt được trong ngành khoa học cuối cùng và vĩ đại nhất này sẽ sớm bị tụt lại phía sau, giống như người từ chối thừa nhận và chấp nhận những lợi ích mà đã tích lũy cho nhân loại thông qua sự hiểu biết như về quy luật dòng điện. Tất nhiên, tâm trí đã tạo ra những điều kiện tiêu cực
cũng dễ dàng như những điều kiện tích cực. Và khi chúng ta hình dung một cách có ý thức hoặc vô thức mọi loại thiếu thốn, hạn chế và bất hòa, chúng ta tạo ra những điều kiện này. Đây là điều mà nhiều người luôn làm một cách vô thức. Quy luật này cũng như mọi quy luật khác không hề vị nể con người, mà vận hành liên tục và không ngừng mang đến cho mỗi cá nhân đúng những gì anh ta tạo ra. Hay nói cách khác, ai gieo nhân nào gặt quả nấy. Do đó, sự dồi dào phụ thuộc vào việc thừa nhận các quy luật về sự dồi dào. Và thực tế rằng, tâm trí không chỉ là sáng tạo mà còn là thứ duy nhất tạo ra tất cả vạn vật. Chắc chắn không có gì có thể được tạo ra cho đến khi chúng ta thấy nó xuất hiện và sau đó thực hiện nỗ lực thích hợp. Ngày nay, không còn hiểu dòng điện trên thế giới như 50 năm trước. Nhưng trước khi ai đó công nhận luật mà nó có thể được sử dụng, chúng ta không nhận được lợi ích gì. Còn bây giờ, luật đã được hiểu, trên thực tế là cả thế giới được thắp sáng bởi nó. Vì vậy, với quy luật sự dồi dào, những người nhận ra quy luật và hòa hợp với nó mới được chia sẻ lợi ích của nó. Khoa học tinh thần giờ đây thống trị mọi lĩnh vực nỗ lực, mối quan hệ nhân quả không còn bị bỏ qua nữa. Việc khám phá ra các luật đánh dấu một kỷ nguyên trong sự tiến bộ của loài người. Nó loại bỏ yếu tố không chắc chắn và tính thất thường trong cuộc sống của con người, thay vào đó là luật pháp, lý trí và sự chắc chắn. Giờ đây, con người hiểu rằng đối với mọi kết quả đều có một nguyên nhân đầy đủ và rõ ràng. Vì vậy, khi mong muốn một kết quả nhất định, họ tìm kiếm điều kiện để đạt được kết quả đó. Cơ sở làm nền tảng cho mọi luật được phát hiện bằng lập luận quy nạp, bao gồm việc so sánh một số trường hợp riêng biệt với nhau cho đến khi nhìn thấy yếu tố chung làm phát sinh tất cả chúng. Chính phương pháp nghiên cứu này đã mang lại cho các quốc gia văn minh phần lớn sự thịnh vượng và phần kiến thức quý giá hơn của họ. Nó kéo dài tuổi thọ, nó đã làm dịu cơn đau, nó đã bắc qua các dòng sông và nó đã thắp sáng ban đêm bằng ánh sáng rực rỡ của ban ngày, mở rộng tầm nhìn, tăng tốc chuyển động, xóa bỏ khoảng cách, tạo điều kiện thuận lợi cho liên kết và cho phép con người lặn xuống biển và du hành vào không trung. Sau đó, điều đáng ngạc nhiên là những người đã sớm cố gắng mở rộng lợi ích của hệ thống nghiên cứu này đối với phương pháp tư duy của họ. Vì vậy, một số kết quả nhất định tuân theo một phương pháp tư duy cụ thể. Việc còn lại chỉ là phân loại các kết quả này. Đây là phương pháp khoa học và là phương pháp duy nhất mà nhờ đó chúng ta được phép giữ lại mức độ tự do và tự do mà chúng ta quen coi là quyền không thể thay đổi. Bởi vì mọi người chỉ được an toàn khi ở nhà và trên thế giới, nếu sự chuẩn bị của các quốc gia là những thứ như sức khỏe ngày càng gia tăng, hiệu quả tích lũy trong bất kỳ loại hình kinh doanh, công và tư nào, tiến bộ liên tục trong khoa học và nghệ thuật, hành động cùng nhau, nỗ lực ngày càng chiếm ưu thế để làm cho tất cả những điều này và tất cả các khía cạnh khác của quốc gia phát triển và xoay quanh cuộc sống nâng lên. Cá nhân và tập thể mà khoa học nghệ thuật cũng như giá trị đạo đức cung cấp hướng dẫn và động cơ kiểm soát. Chìa khóa vạn năng dựa trên sự thật khoa học tuyệt đối và sẽ mở ra những khả năng tiềm ẩn trong mỗi cá nhân, đồng thời dạy cách đưa chúng vào hành động mạnh mẽ để tăng khả năng hiệu quả của người đó, mang lại thêm năng lượng, sự sáng suốt, sức sống và sự dẻo dai tinh thần. Học viên nào đạt được hiểu biết về các quy luật tinh thần được mở ra sẽ sở hữu khả năng đạt được những kết quả mà từ trước đến nay không ai mơ tới. Và khả năng này có những phần thưởng khó có thể diễn tả bằng lời. Nó giải thích cách sử dụng đúng cả hai yếu tố tiếp thu và tích cực của bản chất tinh thần và hướng dẫn học viên nhận ra cơ hội. Nó củng cố ý chí và năng lực lý luận, đồng thời dạy cách trau dồi và sử dụng tốt nhất trí tưởng tượng, mong muốn, cảm xúc và khả năng trực giác. Nó đưa ra sáng kiến, sự kiên trì với mục đích, sự lựa chọn khôn ngoan, sự đồng cảm thông minh và sự tận hưởng trọn vẹn cuộc sống trên các bình diện cao hơn của nó. Chìa khóa vạn năng dạy cách sử dụng trí lực chân chính, không phải bất kỳ thứ gì thay thế và biến đổi. Nó không liên quan gì đến thuật thôi miên, phép màu hay bất kỳ trò lừa bịp nào. Ít nhiều hấp dẫn khiến nhiều người nghĩ rằng có thể có được thứ gì đó mà không phải làm gì cả. Chìa khóa vạn năng trau dồi và phát triển sự hiểu biết sẽ cho phép bạn kiểm soát cơ thể và do đó là sức khỏe. Nó cải thiện và củng cố trí nhớ. Nó phát triển tuệ giác, loại tuệ giác rất hiếm có, là đặc điểm nổi bật của mọi doanh nhân thành đạt, loại cho phép con người nhìn thấy những khả năng cũng như những khó khăn trong mọi tình huống. Nó cho phép con người nhận ra cơ hội đang cận kề, vì hàng ngàn người không nhìn thấy những cơ hội gần như nằm trong tầm tay của họ
trong khi họ đang cần mẫn làm việc với những tình huống mà không có khả năng để có thể tạo ra bất kỳ lợi nhuận đáng kể nào. Chìa khóa vạn năng phát triển trí lực. Điều đó có nghĩa là những người khác theo bản năng nhận ra bạn là người mạnh mẽ, có cá tính, rằng họ muốn làm những gì bạn muốn họ làm. Nó có nghĩa là bạn thu hút con người và mọi thứ đến với bạn. Bạn là người mà một số người gọi là may mắn, và mọi thứ sẽ đến với bạn. Bạn đã hiểu được các quy luật cơ bản của tự nhiên và đã đặt mình hòa hợp với chúng. Bạn đang hòa hợp với vô hạn. Bạn hiểu luật hấp dẫn, các quy luật tự nhiên của sự phát triển và các quy luật tâm lý mà mọi lợi thế trong thế giới sức khỏe, xã hội và kinh doanh đều dựa vào đó. Trí lực là sức mạnh sáng tạo. Nó cho bạn khả năng sáng tạo cho chính mình. Nó không có nghĩa là khả năng lấy đi thứ gì đó của người khác. Thiên nhiên không bao giờ làm mọi thứ theo cách đó. Thiên nhiên tạo ra hai ngọn cỏ mọc ở nơi mà một ngọn cỏ đã mọc trước đó. Và trí lực giúp con người làm được điều tương tự. Chìa khóa vạn năng phát triển cái nhìn sâu sắc và sự khôn ngoan, tăng tính độc lập cũng như khả năng và khuynh hướng trở nên hữu ích. Nó phá hủy sự ngờ vực, trầm cảm, sợ hãi, u sầu và mọi hình thức thiếu thốn và yếu đuối, bao gồm cả đau đớn và bệnh tật. Nó đánh thức những tài năng bị chôn vùi, cung cấp sáng kiến, sức mạnh, năng lượng và sức sống. Nó đánh thức sự đánh giá cao về cái đẹp trong nghệ thuật, văn học và khoa học. Nó đã thay đổi cuộc sống của hàng nghìn người, nam giới và phụ nữ, với cách thay thế những nguyên tắc và xác định cho những phương pháp không chắc chắn và mơ hồ, và những nguyên tắc làm nền tảng cho mọi hệ thống hiệu quả phải dựa vào. Amber Gary, chủ tịch của United States Steel Corporation, cho biết, dịch vụ của các cố vấn, người hướng dẫn, chuyên gia hiệu quả trong quản lý thành công là không thể thiếu đối với hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh lớn. Nhưng tôi cho rằng, việc công nhận và áp dụng các nguyên tắc đúng đắn còn quan trọng hơn rất nhiều. Chìa khóa vạn năng dạy các nguyên tắc đúng đắn và gợi ý các phương pháp để áp dụng các nguyên tắc đó vào thực tế. Ở chỗ, nó khác với mọi khóa học khác. Nó dạy rằng, giá trị khả dĩ duy nhất có thể gắn với bất kỳ nguyên tắc nào là ở ứng dụng của nó. Nhiều người đọc sách, học các khóa học ở nhà, tham dự các bài giảng cả đời mà không bao giờ đạt được bất kỳ tiến bộ nào trong việc chứng minh giá trị của các nguyên tắc liên quan. Chìa khóa vạn năng đề xuất các phương pháp mà theo đó giá trị của các nguyên tắc được dạy có thể được chứng minh và đưa vào thực tế trong trải nghiệm hàng ngày. Có một sự thay đổi trong tâm tưởng của thế giới. Sự thay đổi này đang âm thầm diễn ra giữa chúng ta, và quan trọng hơn bất kỳ sự thay đổi nào mà thế giới đã trải qua kể từ sự sụp đổ của chủ nghĩa ngoại giáo. Cuộc cách mạng hiện nay, trong ý kiến của tất cả các tầng lớp con người, những người cao quý nhất và có văn hóa nhất, cũng như những người thuộc giai cấp lao động, là cuộc cách mạng vô song trong lịch sử thế giới. Khoa học gần đây đã có những khám phá to lớn như vậy, đã tiết lộ nguồn tài nguyên vô tận, tiết lộ những khả năng to lớn và những lực lượng không ngờ tới, đến nỗi các nhà khoa học ngày càng ngần ngại khẳng định một số lý thuyết là có cơ sở và không thể nghi ngờ hoặc phủ nhận một số lý thuyết khác là vô lý, hoặc không thể, và do đó một nền văn minh mới đang được sinh ra. Phong tục, tín ngưỡng và sự tàn ác đang qua đi, tầm nhìn, đức tin và dịch vụ đang thay thế chúng. Những xiềng xích của truyền thống đang bị loại bỏ khỏi nhân loại, và khi đoạn kết của chủ nghĩa duy vật đang bị tiêu hao, tư tưởng đang được giải phóng và sự thật đang trỗi dậy trước vô số người đang kinh ngạc. Cả thế giới đang đứng trước một ý thức mới, một sức mạnh mới và một nhận thức mới về các nguồn lực bên trong bản thân. Thế kỷ trước chứng kiến sự tiến bộ vật chất vĩ đại nhất trong lịch sử. Thế kỷ hiện tại sẽ tạo ra sự tiến bộ lớn nhất về sức mạnh tinh thần và tâm linh. Vật lý khoa học đã phân giải vật chất thành phân tử thành nguyên tử thành năng lượng. Và ngài Ambrose Fleming, trong bài phát biểu trước Viện Hoàng gia, đã phân giải năng lượng này thành tâm trí. Ông ấy nói, về bản chất cuối cùng của nó, chúng ta có thể không hiểu được năng lượng ngoại trừ nó là sự thể hiện hoạt động trực tiếp của cái mà chúng ta gọi là tâm trí hay ý chí. Chúng ta hãy xem lực mạnh nhất trong tự nhiên là gì. Trong thế giới vật chất, mọi thứ đều rắn chắc và cố định. Trong thế giới động vật và thực vật, nó ở trong trạng thái thay đổi liên tục, thay đổi mãi mãi, luôn luôn được tạo ra và tái tạo. Trong bầu khí quyển, chúng ta tìm thấy nhiệt, ánh sáng và năng lượng. Mỗi cõi trở nên tinh tế và tâm linh hơn khi chúng ta chuyển từ hữu hình sang vô hình,
từ thô đến tinh, từ tiềm năng thấp đến tiềm năng cao. Khi đạt đến trạng thái vô hình, chúng ta thấy năng lượng ở trạng thái tinh khiết nhất và dễ bay hơi nhất. Và vì các lực lượng mạnh nhất của tự nhiên là các lực vô hình, nên chúng ta thấy rằng các lực mạnh nhất của con người là các lực vô hình, lực tinh thần của anh ta. Và cách duy nhất để lực tinh thần có thể biểu hiện là thông qua quá trình suy nghĩ. Suy nghĩ là hoạt động duy nhất mà tinh thần sở hữu, và tâm tưởng là sản phẩm duy nhất của suy nghĩ. Do đó, phép cộng và phép trừ là các giao dịch tinh thần. Lý luận là một quá trình tinh thần, ý tưởng là một quan niệm tinh thần, các câu hỏi là những ngọn đèn pha tâm linh và logic, lập luận là triết học, là bộ máy tinh thần. Mọi suy nghĩ đều đưa vào hoạt động một số mô vật lý, các bộ phận của não, dây thần kinh hoặc cơ bắp. Điều này tạo ra một sự thay đổi vật lý thực sự trong việc xây dựng các mô. Do đó, chỉ cần có một số suy nghĩ nhất định về một chủ đề nhất định để mang lại một sự thay đổi hoàn toàn trong tổ chức vật lý của một con người. Đây là quá trình biến thất bại thành thành công. Những suy nghĩ về lòng dũng cảm, sức mạnh, cảm hứng, sự hài hòa được thay thế cho những suy nghĩ về sự thất bại, tuyệt vọng, thiếu thốn, hạn chế và bất hòa. Và khi những suy nghĩ này bén rễ, mô vật lý được thay đổi và cá nhân nhìn cuộc sống dưới ánh sáng mới. Những điều xưa cũ đã thay đổi, thực sự đã qua đi, mọi thứ đã trở nên mới mẻ. Anh ấy được sinh ra lần nữa, lần này được sinh ra từ tinh thần. Cuộc sống có một ý nghĩa mới đối với anh ấy. Anh ấy được tái sinh và tràn đầy niềm vui, sự tự tin, hy vọng, năng lượng. Anh ấy nhìn thấy những cơ hội thành công mà trước đây anh ấy không thấy được. Anh ta nhận ra những khả năng mà trước đây không có ý nghĩa gì đối với anh ta. Những suy nghĩ về sự thành công mà anh ấy đã thấm nhuần được lan tỏa đến những người xung quanh anh, và họ ngược lại giúp anh ấy tiến lên và hướng lên. Anh ta thu hút những cộng sự mới và thành công mới đến với mình, và điều này đến lượt nó lại thay đổi môi trường của anh ta. Để bằng bài tập suy nghĩ đơn giản này, một người không chỉ thay đổi bản thân mà còn thay đổi môi trường, hoàn cảnh và điều kiện của anh ta. Bạn sẽ thấy, bạn phải thấy rằng chúng ta đang ở buổi bình minh của một ngày mới, rằng những khả năng thật tuyệt vời, thật hấp dẫn, vô hạn, đến mức gần như ngỡ ngàng. Một thế kỷ trước, bất kỳ người nào có máy bay hoặc thậm chí là súng Gatling đều có thể tiêu diệt cả một đội quân được trang bị các phương tiện chiến tranh được sử dụng khi đó. Vì vậy, nó là hiện tại. Bất kỳ người nào có kiến thức về các khả năng có trong chìa khóa vạn năng đều có lợi thế không thể tưởng tượng được so với đám đông mọi người. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua phần lời nói đầu rồi lời tựa, cũng như những chia sẻ của tác giả về cuốn sách Chìa khóa vạn năng của tác giả Charlie Hanen. Và sau đây chúng ta đến với bài học đầu tiên. Bài học này áp dụng cho tuần đầu tiên. Bài học số 01. Quý thính giả và các bạn thân mến, sau đây chúng ta đến với nội dung của bài học số 01. Giới thiệu bài học số 01. Tôi có đặc quyền gửi kèm theo đây bài học số 1 của Chìa khóa vạn năng. Bạn sẽ mang vào cuộc sống của mình nhiều sức mạnh hơn, có được ý thức về sức mạnh, nhiều sức khỏe hơn, có được ý thức về sức khỏe, nhiều hạnh phúc hơn, có được ý thức hạnh phúc. Sống theo tâm tưởng của những điều này cho đến khi chúng trở thành của bạn. Sau đó bạn sẽ không thể giữ chúng. Mọi thứ trên thế giới đều linh hoạt đối với một sức mạnh bên trong con người, mà nhờ đó con người cai trị chúng. Bạn không cần phải giành lấy sức mạnh này, bạn đã có nó. Nhưng bạn muốn hiểu nó, bạn muốn sử dụng nó, bạn muốn kiểm soát nó, bạn muốn thấm nhuần nó, để bạn có thể tiến bước và mang theo thế giới trước mắt bạn. Ngày qua ngày, khi bạn tiếp tục, khi bạn có động lực, khi nguồn cảm hứng của bạn sâu sắc hơn, khi kế hoạch của bạn kết tinh, khi bạn hiểu rõ hơn, bạn sẽ nhận ra rằng thế giới này không phải là đá và gỗ chết, mà nó là một thứ sống động. Nó được tạo nên từ những trái tim đang đập của nhân loại. Đó là một thứ của cuộc sống và vẻ đẹp. Rõ ràng là nó đòi hỏi sự hiểu biết để làm việc với dữ liệu của mô tả này. Nhưng những người hiểu được điều này được truyền cảm hứng bởi một ánh sáng mới, một sức mạnh mới. Họ có được sự tự tin,
và sức mạnh lớn hơn mỗi ngày. Họ biến hy vọng và ước mơ của mình trở thành sự thật. Cuộc sống có ý nghĩa sâu sắc hơn, đầy đủ hơn, rõ ràng hơn trước. Và bây giờ, bài học số 01. Nội dung bài học số 01. 1. Điều nhận lại nhiều hơn đúng trên mọi mặt của sự tồn tại và sự mất mát dẫn đến mất mát lớn hơn cũng đúng như vậy. 2. Tâm thức là khởi nguồn và các điều kiện, môi trường và tất cả những trải nghiệm trong cuộc sống là kết quả của thái độ tinh thần theo thói quen hoặc chiếm ưu thế của chúng ta. 3. Thái độ của tâm trí nhất thiết phụ thuộc vào những gì chúng ta nghĩ. Do đó, bí mật của mọi sức mạnh, mọi thành tựu và mọi tài sản đều phụ thuộc vào phương pháp tư duy của chúng ta. 4. Điều này đúng bởi vì chúng ta phải là trước khi có thể làm, và chúng ta chỉ có thể làm trong phạm vi chúng ta là, và chúng ta là phụ thuộc vào những gì chúng ta nghĩ. 5. Chúng ta không thể thể hiện quyền năng mà chúng ta không sở hữu. Cách duy nhất để chúng ta có thể đảm bảo sở hữu quyền năng là nhận thức được nó, và chúng ta không bao giờ có thể nhận thức được quyền năng cho đến khi chúng ta biết rằng tất cả quyền năng đều đến từ bên trong. 6. Có một thế giới bên trong, một thế giới của suy nghĩ, cảm xúc và quyền năng, của ánh sáng, cuộc sống và vẻ đẹp, và mặc dù vô hình, sức mạnh của nó rất ghê gớm. 7. Thế giới bên trong bị chi phối bởi tâm trí. Khi chúng ta khám phá thế giới này, chúng ta sẽ tìm ra giải pháp cho mọi vấn đề, nguyên nhân của mọi hậu quả. Và vì thế giới bên trong chịu sự kiểm soát của chúng ta, nên tất cả các quy luật và quyền năng và sở hữu thì cũng nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta. 8. Thế giới bên ngoài là sự phản ánh của thế giới bên trong. Những gì xuất hiện bên ngoài là những gì đã được tìm thấy bên trong. Trong thế giới bên trong có thể thấy trí tuệ vô hạn, quyền năng vô hạn và nguồn cung cấp vô hạn. Tất cả những gì cần thiết đang chờ đợi sự bộc lộ, phát triển và biểu hiện. Nếu chúng ta nhận ra những tiềm năng này trong thế giới bên trong, chúng sẽ hình thành trong thế giới bên ngoài. 9. Sự hài hòa trong thế giới bên trong sẽ được phản ánh trong thế giới bên ngoài bởi những điều kiện hài hòa, môi trường xung quanh dễ chịu, mọi thứ tốt nhất. Nó là nền tảng của sức khỏe và là điều thiết yếu cần thiết cho mọi sự vĩ đại, mọi sức mạnh, mọi sự đạt được, thành tựu và mọi thành công. 10. Sự hài hòa trong thế giới bên trong có nghĩa là khả năng kiểm soát suy nghĩ của chúng ta và tự xác định xem bất kỳ trải nghiệm nào sẽ ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào. 11. Sự hài hòa trong thế giới bên trong dẫn đến sự lạc quan và sung túc. Sự sung túc bên trong dẫn đến sự sung túc bên ngoài. 12. Thế giới bên ngoài phản ánh hoàn cảnh và điều kiện của tâm thức bên trong. 13. Nếu chúng ta tìm thấy sự minh triết trong thế giới bên trong, chúng ta sẽ có sự hiểu biết để nhận ra những khả năng kỳ diệu đang tiềm ẩn trong thế giới bên trong này, và chúng ta sẽ được trao quyền để làm cho những khả năng này biểu lộ trong thế giới bên ngoài. 14. Khi chúng ta nhận thức được trí tuệ trong thế giới bên trong, chúng ta sở hữu trí tuệ này về mặt tinh thần, và bằng cách sở hữu về mặt tinh thần, chúng ta thực sự sở hữu sức mạnh và trí tuệ cần thiết để thể hiện những yếu tố cần thiết cho sự phát triển hài hòa và đầy đủ nhất của chúng ta. 15. Thế giới bên trong là thế giới thực tế, trong đó những người đàn ông và phụ nữ quyền uy tạo ra lòng can đảm, hy vọng, nhiệt tình, tự tin, tin tưởng và niềm tin. Nhờ đó họ được ban cho trí thông minh tinh tế để nhìn thấy tầm nhìn và kỹ năng thực tế để biến tầm nhìn thành hiện thực. 16. Cuộc sống là một sự mở ra, không phải là sự bồi tụ. Những gì đến với chúng ta trong thế giới bên ngoài là những gì chúng ta đã sở hữu trong thế giới bên trong. 17. Tất cả sở hữu đều dựa trên ý thức. Tất cả lợi ích là kết quả của một ý thức tích lũy. Tất cả mất mát là kết quả của một ý thức phân tán. 18. Hiệu quả tinh thần phụ thuộc vào sự hài hòa. Bất hòa có nghĩa là nhầm lẫn. Do đó, người muốn có được sức mạnh phải hài hòa với luật tự nhiên. 19. Chúng ta có quan hệ với thế giới bên ngoài bằng tâm khách quan. Bộ não là cơ quan của tâm trí này, và hệ thống dây thần kinh, não tủy sống giúp chúng ta giao tiếp có ý thức
với mọi bộ phận của cơ thể. Hệ thống dây thần kinh này phản ứng với mọi cảm giác về ánh sáng, nhiệt, mùi, âm thanh và vị giác. 20. Khi tâm trí này suy nghĩ đúng đắn, khi nó hiểu được sự thật, khi những suy nghĩ được gửi qua hệ thống thần kinh, não tủy sống đến cơ thể mang tính xây dựng, thì những cảm giác này là dễ chịu, hài hòa. 21. Kết quả là chúng ta xây dựng sức mạnh, sức sống và tất cả các lực lượng xây dựng vào cơ thể mình. Nhưng cũng chính nhờ tâm khách quan này mà tất cả đau khổ, bệnh tật, thiếu thốn, hạn chế và mọi hình thức bất hòa và hòa hợp được chấp nhận vào cuộc sống của chúng ta. Do đó, do tâm khách quan, do suy nghĩ sai lầm mà chúng ta có liên quan đến tất cả các lực lượng hủy diệt. 22. Chúng ta có thể liên hệ với thế giới bên trong bởi tiềm thức. Hệ thần kinh thái dương là cơ quan của tâm trí này. Hệ thống thần kinh giao cảm chủ trì mọi cảm giác chủ quan, chẳng hạn như niềm vui, nỗi sợ hãi, tình yêu, cảm xúc, hơi thở, trí tưởng tượng và tất cả các hiện tượng tiềm thức khác. Chính nhờ tiềm thức mà chúng ta được kết nối với tâm trí vũ trụ và được đưa vào mối quan hệ với các lực cấu tạo vô hạn của vũ trụ. 23. Chính sự phối hợp của hai trung tâm này trong con người chúng ta và sự hiểu biết về các chức năng của chúng là bí mật vĩ đại của cuộc sống. Với kiến thức này, chúng ta có thể đưa tâm trí khách quan và chủ quan vào sự hợp tác có ý thức và do đó phối hợp cái hữu hạn và cái vô hạn. Tương lai của chúng ta hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của chính chúng ta. Nó không phụ thuộc vào bất kỳ sức mạnh bên ngoài thất thường hoặc không chắc chắn nào. 24. Tất cả đều đồng ý rằng có một nguyên tắc hay ý thức bao trùm toàn bộ vũ trụ, chiếm toàn bộ không gian và về cơ bản là giống nhau ở mọi điểm hiện diện của nó. Nó là tất cả sức mạnh, tất cả sự khôn ngoan và luôn luôn hiện diện. Tất cả những suy nghĩ và mọi thứ đều ở trong chính nó. Đó là tất cả trong tất cả. 25. Chỉ có một ý thức trong vũ trụ có thể suy nghĩ, và khi nó suy nghĩ, những suy nghĩ của nó trở thành những thứ khách quan đối với nó. Vì ý thức này có mặt khắp nơi nên nó phải hiện diện trong mỗi cá nhân. Mỗi cá nhân phải là một biểu hiện của ý thức toàn năng, toàn trí và toàn diện đó. 26. Vì chỉ có một ý thức duy nhất trong vũ trụ có thể nghĩ nên nhất thiết phải suy ra rằng ý thức của bạn đồng nhất với ý thức của vũ trụ. Hay nói cách khác, tất cả tâm trí là một, không thể né tránh kết luận này. 27. Ý thức tập trung vào tế bào não của bạn cũng chính là ý thức tập trung vào tế bào não của mọi cá nhân khác. Mỗi cá nhân chỉ là sự cá nhân hóa của vũ trụ, tâm trí vũ trụ. 28. Tâm trí vũ trụ là năng lượng tĩnh hoặc tiềm năng. Nó đơn giản là vậy. Nó chỉ có thể biểu hiện thông qua cá nhân, và cá nhân chỉ có thể biểu hiện thông qua vũ trụ. Chúng là một. 29. Khả năng suy nghĩ của cá nhân là khả năng của con người hành động theo vũ trụ và đưa nó vào biểu hiện. Ý thức của con người chỉ bao gồm khả năng suy nghĩ của con người. Bản thân tâm trí được cho là một dạng năng lượng tĩnh, tinh tế. Từ đó nảy sinh các hoạt động gọi là suy nghĩ, là giai đoạn năng động của tâm trí. Tâm trí là năng lượng tĩnh, suy nghĩ là năng lượng động, hai giai đoạn của cùng một sự vật. Do đó, suy nghĩ là lực rung động được hình thành bằng cách chuyển tâm tĩnh thành tâm động. 30. Vì tổng của tất cả các thuộc tính được chứa trong tâm trí vũ trụ, đó là toàn năng, toàn trí và có mặt khắp nơi. Những thuộc tính này phải luôn hiện diện ở dạng tiềm năng của chúng trong mỗi cá nhân. Do đó, khi cá nhân suy nghĩ, bản chất của suy nghĩ đó buộc phải thể hiện chính nó trong một khách thể hoặc điều kiện sẽ tương ứng với nguồn gốc của nó. 31. Do đó, mọi suy nghĩ đều là nguyên nhân và mọi điều kiện đều là kết quả. Vì lý do này, điều tuyệt đối cần thiết là bạn phải kiểm soát suy nghĩ của mình để chỉ đưa ra những điều kiện mong muốn. 32. Tất cả sức mạnh là từ bên trong và hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của bạn. Nó có được nhờ kiến thức chính xác và bằng cách tự nguyện thực hành các nguyên tắc chính xác. 33. Rõ ràng là khi bạn hiểu thấu đáo quy luật này và có thể kiểm soát quá trình suy nghĩ của mình, bạn có thể áp dụng nó vào bất kỳ tình huống nào. Nói cách khác, bạn sẽ hợp tác có ý thức với luật toàn năng và là nền tảng cơ bản của vạn vật. 34. Tâm trí vũ trụ
là nguyên tắc sống của mọi nguyên tử đang tồn tại. Mọi nguyên tử đều liên tục phấn đấu để thể hiện nhiều sự sống hơn. Tất cả đều thông minh và tất cả đều đang tìm cách thực hiện mục đích mà chúng được tạo ra. 35. Phần lớn nhân loại sống trong thế giới bên ngoài, ít người đã tìm thấy thế giới bên trong. Nhưng chính thế giới bên trong tạo nên thế giới bên ngoài. Do đó, nó mang tính sáng tạo và mọi thứ bạn tìm thấy trong thế giới bên ngoài của mình đều do bạn tạo ra trong thế giới bên trong. 36. Hệ thống này sẽ đưa bạn đến nhận thức về sức mạnh sẽ thuộc về bạn khi bạn hiểu được mối quan hệ giữa thế giới bên ngoài và thế giới bên trong. Thế giới bên trong là nguyên nhân, thế giới bên ngoài là kết quả. Để thay đổi kết quả, bạn phải thay đổi nguyên nhân. 37. Bạn sẽ thấy ngay rằng đây là một ý tưởng hoàn toàn mới và khác biệt. Hầu hết con người cố gắng thay đổi hiệu ứng bằng cách làm việc với hiệu ứng. Họ không thấy rằng điều này chỉ đơn giản là thay đổi một hình thức đau khổ này sang một hình thức đau khổ khác. Để loại bỏ bất hòa, chúng ta phải loại bỏ nguyên nhân, và nguyên nhân này chỉ có thể được tìm thấy trong thế giới bên trong. 38. Tất cả sự tăng trưởng là từ bên trong. Điều này là biểu hiện trong tất cả tự nhiên. Mọi loài thực vật, mọi loài động vật, mọi con người đều là minh chứng sống động cho quy luật vĩ đại này. Và sai lầm của các thời đại là tìm kiếm sức mạnh hoặc quyền năng từ bên ngoài. 39. Thế giới bên trong là nguồn cung cấp vũ trụ và thế giới bên ngoài là dòng chảy cho suối nguồn. Khả năng tiếp nhận của chúng ta phụ thuộc vào sự nhận biết của chúng ta về suối nguồn vũ trụ này. Năng lượng vô tận này là mỗi cá nhân là một dòng chảy, và với mọi cá nhân khác cũng vậy. 40. Nhận thức là một quá trình tinh thần, do đó hành động tinh thần là sự tương tác của cá nhân với tâm trí vũ trụ. Và vì tâm trí vũ trụ là trí tuệ bao trùm khắp không gian và làm sinh động mọi sinh vật, hành động và phản ứng tinh thần này là quy luật nhân quả. Nhưng nguyên lý nhân quả không đạt được trong cá nhân mà trong trí tuệ vũ trụ. Nó không phải là một khả năng khách quan mà là một quá trình chủ quan, và kết quả được nhìn thấy trong vô số điều kiện và kinh nghiệm. 41. Muốn thể hiện cuộc sống phải có tâm. Không có gì có thể tồn tại mà không có tâm. Tất cả mọi thứ tồn tại là một số biểu hiện của một chất cơ bản, mà từ đó mọi thứ đã được tạo ra và liên tục được tái tạo. 42. Chúng ta đang sống trong một đại dương vật chất vô tận. Chất này luôn sống và hoạt động. Nó nhạy cảm ở mức độ cao nhất. Nó hình thành theo nhu cầu của tinh thần. Suy nghĩ tạo thành khuôn mẫu hoặc phức hợp, mà từ đó chất thể hiện. 43. Hãy nhớ rằng chỉ trong ứng dụng mới chứa đựng giá trị, và sự hiểu biết thực tế về quy luật này sẽ thay thế giàu có cho nghèo đói, khôn ngoan thay cho ngu dốt, hài hòa thay cho bất hòa, và tự do thay cho bạo ngược. Và chắc chắn không thể có phước lành nào lớn hơn những điều này từ một quan điểm vật chất và xã hội. 44. Bây giờ hãy thực hành. Chọn một căn phòng nơi bạn có thể ở một mình và không bị quấy rầy, ngồi thẳng thoải mái nhưng không nằm dài. Hãy để suy nghĩ của bạn lang thang ở nơi chúng muốn, nhưng vẫn hoàn toàn tĩnh lặng trong khoảng từ 15 phút đến nửa giờ. Tiếp tục điều này trong 3 hoặc 4 ngày, hoặc trong một tuần, cho đến khi bạn hoàn toàn kiểm soát được cơ thể vật lý của mình. 45. Nhiều người sẽ thấy điều này cực kỳ khó khăn, những người khác sẽ chinh phục một cách dễ dàng, nhưng điều tuyệt đối cần thiết là đảm bảo kiểm soát hoàn toàn cơ thể trước khi bạn sẵn sàng tiến bộ. Tuần tới, bạn sẽ nhận được hướng dẫn cho bước tiếp theo. Trong khi chờ đợi, bạn phải thành thạo cái này. Sau đây chúng ta đến với mục câu hỏi và đáp án cho bài học số 1. Câu hỏi số 1: thế giới bên ngoài là gì trong mối quan hệ của nó với thế giới bên trong? Thế giới bên ngoài là sự phản ánh của thế giới bên trong. Câu hỏi số 2: tất cả quyền sở hữu tùy thuộc vào điều gì? Tất cả quyền sở hữu đều dựa trên ý thức. Câu hỏi số 3: cá nhân có liên hệ như thế nào với thế giới khách quan? Cá nhân liên hệ với thế giới khách quan bằng tâm khách quan, bộ não là cơ quan của tâm trí này. Câu hỏi số 4: làm thế nào anh ta có liên quan đến tâm trí phổ quát? Anh ta có liên quan đến tâm trí phổ quát
bởi tiềm thức, hệ thần kinh thái dương là cơ quan của tâm trí này. Câu hỏi số 5. Tâm trí phổ quát là gì? Tâm trí phổ quát là nguyên tắc sống của mọi nguyên tử đang tồn tại. Câu hỏi số 6. Làm thế nào cá nhân có thể hành động trên cái chung phổ quát? Khả năng suy nghĩ của cá nhân là khả năng hành động của anh ta theo vũ trụ được đưa vào biểu hiện. Câu hỏi số 7. Kết quả của hành động và phản ứng là gì? Kết quả của hành động và phản ứng là nhân quả. Mọi suy nghĩ là nguyên nhân và mọi điều kiện là kết quả. Câu hỏi số 8. Làm thế nào các điều kiện hài hòa và mong muốn được đảm bảo? Những điều kiện hài hòa và mong muốn có được nhờ suy nghĩ đúng đắn. Câu hỏi số 9. Đâu là nguyên nhân của mọi bất hòa, mâu thuẫn, thiếu thốn và hạn chế? Bất hòa, mâu thuẫn, thiếu thốn và hạn chế là kết quả của suy nghĩ sai lầm. Câu hỏi số 10. Cội nguồn của mọi sức mạnh là thế giới bên trong, nguồn cung cấp vũ trụ, năng lượng vô hạn, mà mỗi cá nhân là một dòng chảy. Quý thính giả và các bạn thân mến, vừa rồi chúng ta đã nghe qua bài học số 01. Sau đây, xin mời quý thính giả và các bạn chúng ta đến với bài học số 02.